Vatican chỉ nhận tiền mặt. Các du khách đến Vatican nên chuẩn bị thật nhiều tiền mặt. Ý đã ngăn chặn việc sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong thành phố nhỏ này. Chính phủ Ý đang lo ngại về sự thiếu minh bạch tài chính tại Vatican. Hành động này gây nhiều thiệt hại cho tòa thánh trong các dịch vụ bán đồ lưu niệm, tem ảnh và vé vào cửa cho những người đi đến các điểm tham quan như nhà nguyện Sistine, là một trong những nguồn thu nhập lớn nhất của Vatican. Trong năm 2011, 5 triệu khách du lịch mang lại hơn 91 triệu euro. Viện Bảo tàng Vatican đã cảnh báo các khách du lịch trên trang mạng của mình rằng các nhân viên sẽ không thể nhận các thẻ tín dụng bên trong các bức tường của mình kể từ tháng Giêng. Nhiều du khách đã than phiền về sự bất tiện này. Một nguồn tin thân cận của Ngân hàng Trung ương Ý đại lợi cho biết, ngân hàng đã thu hồi giấy phép của Ngân hàng Deutsche Bank tại Ý để cung cấp các dịch vụ thanh toán điện tử cho Vatican. Năm ngoái, Ủy ban Moneyval của Hội đồng châu Âu được thành lập để giải quyết các vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố, cho biết Ngân hàng Vatican đã có những thiếu sót nghiêm trọng và kêu gọi tăng cường các biện pháp để gia tăng tính minh bạch của hệ thống Ngân hàng Vatican.